Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn Toán 11 sách cánh diều, bài tập cuối chương 3 phần tiếp theo. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 6. Từ độ cao 55,8 mét của tháp nghiêng Pisa nước Ý, người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất hình 18. Giả sử mỗi lần chạm đất, quả bóng lại nảy lên độ cao bằng 1 phần 10 độ cao mà quả bóng đạt được trước đó. Gọi SN là tổng độ dài quãng đường di chuyển của quả bóng tính từ lúc thả ban đầu cho đến khi quả bóng đó chạm đất N lần. Tính lim của SN. Rồi, chúng ta tính lim của SN thì trước hết là chúng ta phải tính SN trước. Tức là chúng ta tính tổng độ dài quãng đường di chuyển của quả bóng tính từ nút thả ban đầu cho đến khi quả bóng đó chạm đất N lần. Ở đây tổng độ dài quãng đường di chuyển của quả bóng, tức là chúng ta phải tính nó di chuyển xuống này, rồi lại di chuyển lên này, di chuyển xuống này, rồi lại di chuyển lên. Được chưa? Như vậy, để đơn giản thì chúng ta tính tổng độ dài quãng đường di chuyển xuống của quả bóng. Sau đó chúng ta tính tổng độ dài quãng đường di chuyển lên của quả bóng. Và cuối cùng là chúng ta cộng hai kết quả lại với nhau. Sau đó chúng ta mới tính lim. Các em đã hình dung ra chưa? Rồi, chúng ta phân tích này. Từ độ cao 55,8 mét của tháp nghiêng Pisa. Độ cao 55,8 mét của tháp nghiêng Pisa. Người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất, quả bóng lại nảy lên độ cao bằng 1 phần 10 độ cao mà quả bóng đạt được trước đó. Rơi xuống này, nảy lên này. Nảy lên thì nó chỉ bằng 1 phần 10 quãng đường mà nó rơi xuống trước đó. Được chưa? Tức là nảy lên này, nó chỉ bằng 1 phần 10 của 55,8 thôi. Sau đó tiếp tục rơi xuống này. Rồi nảy lên này. Nảy lên nó chỉ bằng 1 phần 10 độ cao mà nó đạt được trước đó thôi. Các em hình dung được chưa? Rồi, rơi xuống, nảy lên, rơi xuống, nảy lên, rồi lại rơi xuống. Vậy, khi quả bóng chạm đất lần thứ N, giả sử đây là lần thứ N mà quả bóng chạm đất. Khi nó chạm đất lần thứ N thì nó chỉ rơi được N lần và chỉ lấy lên được N trừ 1 lần. Bây giờ chúng ta sẽ tính tổng độ dài quãng đường di chuyển được của quả bóng sau N lần rơi xuống. Chúng ta chỉ tính tổng độ dài quãng đường di chuyển được khi quả bóng rơi xuống đây nha. Còn tính nảy lên thì chúng ta tính sau. Sau lần rơi xuống thứ nhất thì quả bóng di chuyển được quãng đường là U1 bằng 55,8 mét. Chúng ta chỉ tính quãng đường rơi xuống thôi. Rồi, U2 lần rơi thứ hai thì nó rơi được quãng đường bằng 1 phần 10 U1. Được chưa? Bằng 1 phần 10 U1. Nó rơi xuống này. Lấy lên bằng 1 phần 10 độ cao mà nó đạt được trước đó. Tức là ta có U2 bằng 1 phần 10 U1. Nó nảy lên đến đây. Mà độ cao này bằng 1 phần 10 U1. Vậy nó rơi xuống. Quãng đường bằng 1 phần 10 U1. Được chưa? Tương tự ta có U3 bằng 1 phần 10 U2. Cứ như vậy UN bằng 1 phần 10 UN trừ 1. Rồi. Chúng ta có một dãy số kể từ số hạng thứ hai trở đi. Số hạng sau bằng 1 phần 10 số hạng liền trước nó. Thì ta suy ra dãy số này hợp thành một cấp số nhân có công bội quy bằng 1 phần 10. Được chưa? Quy bằng 1 phần 10. Các em đã hình dung được chưa? Rồi cụ thể
Trước hết là chúng ta gọi UN là dãy số thể hiện độ dài quãng đường di chuyển được của quả bóng sau mỗi lần rơi xuống. Ở đây chúng ta chỉ tính quãng đường rơi xuống thôi, không tính quãng đường quả bóng đẩy lên. Thì ta có UN bằng 1 phần 10 UN trừ 1. Vậy ta suy ra dãy số UN lập thành cấp số nhân, có số hạng đầu U1 bằng 55,8 m và công bội Q bằng 1 phần 10. Q bằng 1 phần 10 tức là giá trị tuyệt đối của Q cũng bằng 1 phần 10 và nhỏ hơn 1. Mà giá trị tuyệt đối của Q bằng giá trị tuyệt đối của 1 phần 10 bằng 1 phần 10 và nhỏ hơn 1. Cấp số nhân vô hạn mà có công bội Q nhỏ hơn 1 thì ta suy ra cấp số nhân đó là cấp số nhân lùi vô hạn. Nên UN là cấp số nhân lùi vô hạn. Được chưa? Từ đây chúng ta có tổng độ dài quãng đường quả bóng di chuyển được sau L lần rơi xuống, không tính quãng đường đẩy lên, là tổng quãng đường rơi xuống nha. Thì chính là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Ta gọi tổng này là S1 bằng U1 cộng U2 cộng U3 cộng chấm chấm cộng UN trừ 1 cộng UN và cộng chấm chấm. Thì đây là cấp số nhân vô hạn. Nó có giá trị tuyệt đối của Q nhỏ hơn 1. Thì ta suy ra, đây là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Rồi để tính tổng này thì các em áp dụng công thức tính tổng cấp số nhân lùi vô hạn. Tổng bằng U1 chia cho 1 trừ Q. Bằng U1 chia cho 1 trừ Q. Được chưa? U1 ở đây là 55,8 chia cho 1 trừ Q tức là 1 trừ đi 1 phần 10. 1 trừ 1 phần 10 bằng 9 phần 10. 55,8 chia cho 9 phần 10 thì bằng 558 phần 9 và bằng 62, tức là 62 m. Tiếp theo là chúng ta tính tổng độ dài quãng đường quả bóng di chuyển được sau N trừ 1 lần nảy lên. Nó chạm đất lần thứ N thì nó chỉ có N trừ 1 lần nảy lên thôi. Được chưa? Ở đây chúng ta có quãng đường quả bóng sau mỗi lần nảy lên, nó cũng hợp thành một dãy số có công bội Q bằng 1 phần 10. Tức là nó cũng là một cấp số nhân lùi vô hạn. Nhưng U1 của nó chính là U1 của nó thì chính là U2. Nó chính là U2 này. Em đã hình dung được chưa? Như vậy tổng độ dài quãng đường quả bóng di chuyển được sau N trừ 1 lần đẩy lên là, chúng ta cũng áp dụng công thức này, ta gọi là S2. S2 bằng U1 ở đây nó chính là U2. Nó chính là U2. Được chưa? Bởi vì quả bóng rơi xuống sau đó nảy lên, chúng ta chỉ tính quãng đường nảy lên thôi. Nảy lên lần thứ nhất thì nó chính là U2 của cái dãy số này. U2 chia cho 1 trừ đi Q. Mà U2 của nó bằng 1 phần 10 U1, tức là 1 phần 10 nhân 55,8 chia cho 1 trừ Q, tức là 1 trừ đi 1 phần 10. Rồi chúng ta tính được kết quả cuối cùng bằng bao nhiêu? Bằng 6,2. Từ đó ta suy ra SN bằng S1 cộng S2. Ta suy ra SN bằng S1 cộng S2 và bằng 62 cộng với 6,2 bằng 68,2 m. SN bằng 68,2 thì suy ra lim của SN bằng lim của 68,2. Lim của SN có nghĩa là khi N tiến tới dương vô cực thì SN tiến tới bao nhiêu? Lim của 68,2 thì bằng 68,2. Lim của C thì bằng C. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.